bạn làm món phở cuốn. Nguyên liệu gồm có rau sống, rau thơm, bún, phở hoặc bánh đa tùy sở thích. Nước cốt chanh 1 quả. Ớt, tỏi, băm nhuyễn. Nguyên liệu chính trong món phở cuốn của chúng ta gồm có thịt, thịt luộc, tôm, tôm các bạn có thể trần qua, dưa chuột và trứng thái lát, tất cả đều thái lát nhé các bạn nhé. Và nước đun sôi để nguội các bạn nhé. Các bạn có thể dùng bánh phở mua ngoài chợ hoặc là mua bánh đa nem thiên nhiên. Bán rất nhiều ở các siêu thị như là Vinmart, Big C, vân vân rất nhiều ạ. Như mình đã nói thì thịt các bạn chỉ cần trần sơ qua, tôm, thịt trần sơ qua và thái lát, trứng cũng thế. Chúng ta chiên qua và thái lát, đường và nước mắm nữa là đầy đủ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha nước chấm. Nước chấm của chúng ta gồm có là thứ nhất là đường, đường 1 muỗng các bạn nhé. Rồi, đường trắng 1 muỗng. Nước 3 muỗng nước ạ. Không thể thiếu được đó là nước mắm. Nước mắm chúng ta sẽ sử dụng 5 muỗng nước mắm. 1 2 5 muỗng nước mắm. 1 quả chanh ạ. 1 quả chanh các bạn vắt lấy nước, bỏ hạt. Tỏi, ớt chúng ta băm nhuyễn. Đầu tiên chúng ta sẽ ngoáy những nguyên liệu trên lên. Ngoáy cho thật tan đường nha các bạn nhé. Vâng, khi nguyên liệu trên đã tan rồi thì chúng ta cho thêm tỏi, băm nhuyễn. Tiếp đến ớt, băm nhuyễn. Chúng ta đã có một bát nước chấm chua ngọt rất là ngon ạ. Các bạn ngoáy đều tay nhé. Đấy, ớt và tỏi nổi trên mặt là vị nước chấm có vị chua ngọt là sẽ có một bát nước chấm hoàn chỉnh rồi các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta chỉ việc cuốn và dùng bữa thôi nào. Chúng ta trải bánh tráng ra, cho các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị vào, cho rau sống nào, rau thơm, phở. Mình thì mình không thích ăn phở, mình thích ăn bánh đa hơn là ăn phở. Dưa chuột. Chúng ta quấn một vòng trước. Sau đó chúng ta cho tiếp nguyên liệu tiếp theo vào. Thịt này, tôm, hai con tôm. Trứng. Đây, rất đơn giản để có thể làm được một chiếc phở cuốn rất là ngon. Chúng ta sẽ chấm vào nguyên liệu vừa chuẩn bị và sau đó thưởng thức nhé các bạn nhé. Chúc các bạn ngon miệng.